Góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường, Viện Hợp tác Phát triển Châu Âu phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức và Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh triển khai dự án đào tạo nghề hạt giống hy vọng. Dự án này bước đầu nhận được sự ủng hộ của các trường, doanh nghiệp và phụ huynh học sinh sinh viên. Cùng với Trường Cao đẳng Kinh tế Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức là đơn vị triển khai dự án hạt giống hy vọng vào công tác giảng dạy của nhà trường, với hai ngành học chính là điện công nghiệp, dân dụng và ngành bảo trì sửa chữa ô tô. Dự án tập trung vào những đối tượng học sinh khó khăn về tài chính, có nguy cơ tạm dừng việc học. Với dự án này, học viên có cơ hội nâng cao kỹ năng chuyên môn thông qua những bài học lý thuyết đi kèm thực hành. Cùng đó là những kỹ năng mềm cần thiết để có thể phù hợp hơn với công việc thực tế. Mùa tuyển sinh năm nay, trùng với thời điểm triển khai dự án, nhà trường đã đạt được chỉ tiêu đề ra. Khi mà mình tham gia dự án này, thì những giảng viên chúng tôi, khoa chúng tôi được tiếp cận với những cái phương pháp đào tạo sư phạm, cũng như là cùng với bên dự án chúng tôi xây dựng chương trình đào tạo theo hướng là mình nâng chuẩn cũng như là hội nhập quốc tế. Tại buổi lễ công bố dự án, đại diện Viện Hợp tác Phát triển Châu Âu, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cùng các doanh nghiệp đã cùng trao đổi cách thức triển khai những yếu tố quyết định đến sự thành công của dự án khi triển khai vào thực tế. Trong đó, việc tạo mối liên kết giữa các doanh nghiệp và đơn vị đào tạo là yếu tố then chốt. Đầu tiên, chúng tôi tạo nhiều liên hệ với các công ty để hiểu họ cần gì để chương trình được thiết kế phù hợp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổ chức các buổi tham quan công ty để tìm hiểu các công việc phù hợp cho học viên khi tốt nghiệp. Chúng tôi cũng đầu tư cơ sở vật chất cho trường học để tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học viên. Và cuối cùng, chúng tôi tạo nên xu hướng cho các du học sinh, thực tập sinh bằng cách cho lời khuyên các bạn nên làm gì sau khi tốt nghiệp. Trong khi ngành công nghiệp ngày nay dần trở nên sôi động và đang tạo ra ngày càng nhiều cơ hội việc làm, ở Việt Nam, rất nhiều thanh thiếu niên vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp. Một trong những nguyên nhân chính của nghịch lý này là sự chênh lệch giữa chương trình giảng dạy, đào tạo nghề với nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Dự án Hạt giống hy vọng được kỳ vọng sẽ là giải pháp cân bằng sự chênh lệch đó, góp phần giải quyết bài toán thất nghiệp sau khi ra trường hiện nay.